Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi video của Thông Điệp Vàng nhé. Hiện tại ngay lúc này thì mình đang có mặt tại cổng của công ty Hyundai Đông Anh các bạn ạ. Thì ngày hôm nay này mình xuống đến đây là mình có một cái cuộc hẹn với anh cố vấn dịch vụ tại văn phòng của công ty Hyundai Đông Anh ấy. Thì cái cuộc hẹn của mình ngày hôm nay đó chính là mình xuống để mình bảo dưỡng cái xe của mình. Thì hôm nay mình sẽ quay lại cái nội trình và cái chi tiết mình bảo dưỡng cái xe của mình, đó là cái lỗi kêu trục lái các bạn ạ, hay thường gọi là trục vít. Thì mình xin được tóm tắt qua cái lịch sử về cái con xe này của mình. Trước đây là con xe của mình được mua tại hãng Hyundai Đông Anh ấy, thì sau khi mà mình đi được tầm 4 vạn hơn 4 vạn thì nó có một cái hiện tượng kêu cạch cạch ở vô lăng lái khi mà mình đi vào đường xấu, đường sóc hoặc là các gờ giảm tốc đấy. Thì mình đi vào đấy thì nó có một cái hiện tượng nó kêu, thì mình cũng chỉ nghĩ là nó kêu ở do cái bộ phận nhựa ở trong cái táp lô của xe. Nhưng sau một quá trình đến được 7 vạn thì cái tiếng kêu đó nó sẽ kêu to hơn và nó gây ra một cái tiếng rất khó chịu đối với người lái cũng như là khách hàng ở trên xe của mình. Thì sau khi mà nó có hiện tượng kêu như vậy thì mình xuống bên Hyundai Đông Anh tại cái nơi mà mình mua này. Đấy. Thì mình báo cáo lên trên trung tâm sửa chữa, thì bên trung tâm sửa chữa thì có anh cố vấn dịch vụ, anh ấy tiếp nhận cái hồ sơ của mình và nhận cái lỗi này là của mình thì được bên hãng Hyundai bảo hành cho mình. Thì sau thời gian đấy thì bên Hyundai là bảo hành cho mình thì thay toàn bộ cái trục lái của chiếc xe của mình. Nếu như cái trục lái đó mà mình mua hoặc đặt hoặc là thay thế mới thì cái giá thị trường nó rơi vào khoảng 17 đến 18 triệu. Đấy, tùy từng cái cửa hàng hoặc là tùy từng cái nơi, nhưng mà mình được biết thì ở bên hãng Hyundai Đông Anh báo giá cho là khoảng 17 đến 18 triệu là cái cột lái. Nhưng mà thời gian đó xe của mình vẫn được bảo hành mới cho nên là mình không bị mất tiền. Thì sau khi mà thay toàn bộ cái trục vít mới thì mình lại đi được khoảng 7 vạn. Tức là lúc đó, thời điểm đó là mình được đến 7 vạn thì nó lại có một cái dấu hiệu kêu trục lái tiếp. Thì như vậy mình lại báo cáo lên bên dịch vụ sửa chữa của Hyundai Đông Anh, thì bên Hyundai Đông Anh lại tiếp nhận. Và lúc đó bên Hyundai Đông Anh, các anh cố vấn dịch vụ thì anh ấy tiếp nhận hồ sơ và anh ấy nói rằng là xe của em là vẫn được bảo hành, nhưng mà cái quá trình bảo hành này là chỉ thay cái trục vít cho thôi chứ không thay toàn bộ trục lái như cái lần trước nữa. Thì mình cũng đồng ý và ok với bên Hyundai như vậy. Thì sau khi mà Hyundai đặt được cái trục vít đó và mang về thì lại cũng báo cho mình xuống để thay thế sửa chữa. Thì toàn bộ cái chi phí và cái quá trình sửa chữa cái cột lái của mình là mình không mất tiền các bạn ạ. Đấy, mình được bên hãng Hyundai Đông Anh bảo hành cho mình là mình không bị mất tiền. Nhưng sau khi đến bây giờ thì mình đi được từ lúc mà thay cái trục vít đó là khoảng bao nhiêu km thì trông nữa mình xem lại cái hồ sơ sửa chữa của mình thì mình nói ở đoạn sau nhé. Thì sau khi mà mình thay được cái trục vít đó là đi được đến bây giờ là 14 vạn rưỡi rồi. Đây mình quay cho các bạn xem này. Thì đi được 14 vạn rưỡi, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Khi mà mình đi được đến 14 vạn rưỡi như này thì nó lại có hiện tượng kêu cột lái tiếp và mình cũng báo lên Hyundai Đông Anh, thì bên Hyundai Đông Anh cũng tiếp nhận cái hồ sơ của mình, cũng là nhận sửa chữa cho mình. Thì anh cố vấn dịch vụ anh ấy cũng hẹn bảo là khi nào anh đặt được hàng cái trục vít đấy gửi về thì anh ấy gọi cho mình. Thì đúng ngày hôm nay là mình được anh ấy hẹn xuống để thay thế và sửa chữa cái trục vít đó. Thì ở cái thời gian trước khi mà anh ấy gọi hẹn cho mình ấy, thì anh nói rằng là thay cái trục vít đấy thì bên Hyundai sẽ không lấy tiền vật liệu, tức là không lấy tiền của cái trục vít mà chỉ lấy tiền công sửa chữa, đó là 400.000. Vì vậy là hôm nay mình đến mình xay cái trục vít này ấy, là mình sẽ mất khoảng 400.000 tiền công đó. Còn ngoài ra những cái phát sinh thì mình cũng không biết được là bao nhiêu nữa, nhưng mà thay cái trục vít ở trong cái vô lăng ấy là sẽ mất
khoảng 400.000 như lời của anh cố vấn dịch vụ nói với mình. Thì lúc này thì mình đang ở ngoài cổng vì là chưa đến giờ làm việc. Thì anh cố vấn dịch vụ anh hẹn mình là đầu giờ chiều, có nghĩa là khoảng 1 rưỡi đến 2 giờ là vào. Thì lúc đấy là giờ bên dịch vụ sửa chữa sẽ làm việc, thì lúc đó mình vào. Thì bây giờ là đang là 1 giờ rồi, chỉ còn khoảng 30 phút nữa, đến khoảng 1 tiếng nữa thì mình sẽ vào trong, vì lúc này thì mình đang đứng ở ngoài cổng mà. Thì đi cùng với mình ngày hôm nay đó là có cả vợ mình nữa, thì hai vợ chồng mình xuống đây là bảo dưỡng chiếc xe này của mình. Thì tí nữa vào bên trong khi quay lại cái quá trình sửa chữa thì mình sẽ quay cận cảnh và chi tiết hơn, nếu mà mình được phép quay thì mình sẽ quay lại chi tiết toàn bộ là cái công đoạn cũng như là cái trục vít đó để cho các bạn theo dõi, để các bạn có một cái nhìn nó thiết thực về cái trục vít của cái về cái vô lăng. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái quyển sổ mà mình thường ghi chép lại những cái quá trình sửa chữa hay thay thế bất kỳ một cái chi tiết gì trên xe của mình để cho các bạn xem nhé. Đấy, mình để cái quyển sổ đấy ở trong cái ngăn cốp này. Cái quyển sổ này là từ ngày mình mua xe ấy, thì là mình mua một cái quyển sổ xong mà mình sửa chữa hay bảo dưỡng một cái chi tiết nào đó là mình đều ghi chép lại. Thì mình sẽ trả từ đầu cho các bạn xem. Chỗ này đây mình đặt lên đây. Đây, nhật ký Hyundai Grand i10 2017 bản thiếu, đấy là xe của mình nhé. Đấy, đặt mua xe ngày đấy, tức là mình ghi toàn bộ các thông tin của chiếc xe của mình. Đấy là năm 2017 này đến 2018 này. Đấy, thay nọc nhớt các loại thì mình dở cái chỗ đây rồi. Ngày 27 tháng 10 năm 2018 thay cột lái hãng Hyundai bảo hành, có nghĩa là mình thay toàn bộ cái cột lái này này các bạn này, thay bên trong này, từ trong này xuống đến tận mãi dưới chỗ gần cái bàn đạp phanh nhá. Đấy là thay cái cột lái này, là cái thời gian đấy là hãng Hyundai bảo hành cho, là mình cũng không mất tiền, là thay mới nhưng mà phải chờ người ta đặt hàng về mới có, mất độ khoảng 2 tháng đấy, hơn 2 tháng mới có hàng. Thì sau khi cái quá trình đấy mình thay vào cái thời điểm đấy là đi được 67.000 km, tức là 6 vạn 7 này. 6 vạn 7 xong xuống đến tháng 11 đến 7 vạn 2 thì nó rơi khoảng 5.000 trong cái quá trình từ 6 vạn 7 đến 7 vạn 2 nó vào 5.000. Thì ở giữa giữa cái khoảng cách đấy là nó đã lại bị là mình thay cái cột lái. Thì từ lúc thời điểm đó xong mình đi đi xong nó lại bị kêu trục vít tiếp. Đây. Thì đến ngày mùng 5 tháng 2 năm 2020 mình lại thay dầu, và trong đó có đây mình đánh dấu sao này. Bảo dưỡng cột lái được hãng Hyundai bảo hành, thay trục vít cột lái. Có nghĩa là mình thay trục vít cột lái này là cũng được miễn phí hoàn toàn, còn các khoản bảo dưỡng phanh, bốn bánh và thay dây cu loa động cơ và thay dầu thì mình mất 1.105.000. Đấy là mình mất cái tiền công ở đấy các bạn ạ. Còn cái bảo dưỡng cột lái là mình không bị không không mất tiền đâu nhá. Thì từ cái thời gian đấy là nó rơi vào 12.000 hay à 122.000, tức là 12 vạn 2. 12 vạn 2 bây giờ vào 14 vạn rưỡi thì mình cứ tính là vào 14 vạn 2 đi. Thì được hơn 2 vạn à. 2 vạn 3. Đấy, coi như là 2 vạn 3 nó lại bị lại rồi các bạn ạ. Thì hôm nay là mình được hãng gọi xuống để bảo dưỡng tiếp cái cột lái này. Đấy, lúc này thì mình vẫn đang chờ ở đây. Mình xem đồng hồ là mấy giờ. 1 giờ 17 phút rồi. Có lẽ là mình cũng chuẩn bị để vào bên trong xưởng này, cái xưởng sửa chữa này. Đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy cái xưởng sửa chữa này. Thì ở bên trong có một cái xe bên mãi bên trong ấy, còn những cái xe đen ngoài này là xe mới ở ngoài bãi. Các bạn ơi, bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi vào trong xưởng sửa chữa nhé các bạn nhé.
Mình bắt đầu nổ máy để đi vào trong đây. Anh ơi, em đi vào trong xưởng để bảo dưỡng xe ạ. Bảo dưỡng xe này gì? Vâng ạ. Anh có chữ ở Hyundai gốc kìa. Vâng. Vâng, cảm ơn anh nhé. Vâng. Đây là đoạn cổng bảo vệ, thì mình đi đến đây thì anh bảo vệ anh hỏi là vào vì xe mình xe taxi, anh hỏi thì anh nghĩ là mình vào đón khách hoặc là sửa chữa nên là người ta cần hỏi để xem mình vào làm gì. Đấy, các bạn trông thấy ở đây là rất nhiều xe mới, xe của hãng Hyundai. Mình có lịch hẹn rồi, chắc là mình vào đây thì cũng sẽ nhanh rồi các bạn ạ. Trước mắt thì mình cứ cho xe đỗ gọn vào đây đã. Đây, anh cố vấn thương vụ mình đã quan sát thấy anh ấy rồi đây. Rồi, các bạn trông thấy nhiều xe. Ok, bây giờ thì mình đi vào trong này nhá. Bây giờ thì mình đang ngồi ở trong phòng khách, phòng chờ của bên xưởng sửa chữa các bạn ạ. Thì vừa nãy anh cố vấn dịch vụ đã giao cho mình một cái lịch hẹn này. Đấy. Thì số thứ tự của mình là số 04 ý. Thì mình ngồi đây mình chờ thì chốc nữa đến lượt thì mình sẽ ra để làm con xe của mình ý. Các bạn ơi, sau khi mà ngồi uống nước ở trong phòng khách xong thì bây giờ mình ra ngoài xe thì lúc này là anh thợ đang tháo cái cột vô lăng của mình ra này. Đấy thì trên tay mình đang cầm cái gói hàng, cái gọi là cái trục vít ấy, vẫn được bọc trong túi ni lông này. Chốc nữa là anh thợ sẽ tháo cái này ra. Cái này là cái mới các bạn ạ. Thế quá trình là anh đang tháo cái trục vít cũ ở trong này ra, cái hiện tượng nó kêu ấy là do cái ở bên trong cái bộ phận này. Và nó kêu ở cái trong cái cục cục chú lại chụp ảnh để chú tung lên mạng để chú kéo khách vào đây cho anh gì à. Thôi không phải thế đâu em ạ, chú kéo cho anh đi phần khác thì kéo vào đây. Của cháu á, của cháu thay coi như lúc thay mới là thay toàn bộ cái cột lái này này, thay cột lái không đi được mấy vạn nó lại nó bị kêu thì thay cái trục vít mới này. Đấy, thay trục vít mới này thì xong bây giờ nó lại đi được 2,3 vạn nó lại kêu. Các bạn ơi, bên cạnh mình đây có một xe Hyundai Accent cũng bị cái hiện tượng kêu cột lái các bạn ạ. Xe của bác khách hàng đây, bác cũng đang ngồi để chờ thay cột lái đang bảo dưỡng. Đây các bạn nhìn này, trên tay mình đây là cái trục vít này các bạn này. Đấy, mới mới reng luôn, mở đây là cái trục vít mới này các bạn này. Đấy, trục vít mới. Cái mới là chưa có dầu mỡ gì nhé các bạn nhé. Đấy, rất đơn giản, nó chỉ là một cái dạng xoắn tua này. Hai bên đầu này là có hai cái vòng bi. Vòng bi xoay. Đây là cái bánh răng xoắn vòng tua. Cái này theo như anh cố vấn dịch vụ bên Hyundai Đông Anh báo là phải nhập từ bên nước ngoài về, tức là bên Hàn Quốc.
Đấy, mình chỉ biết như vậy thôi chứ mình cũng không biết chính xác mà như thế nào. Không đăng được à? Rất đơn giản nhỉ, mà nó kêu cái tiếng khó chịu thật. Em rất tin tưởng anh Đô. Đây là anh một trong những người thợ. Cái cũ của nó là chưa ra đây. Con này khả năng là giống chuyên hoa mà biết trong hoa con nhập khẩu mà. Hoa thị. Ba trà. Có nghĩa là như nào anh? À, nó có hai loại, một cái loại đầu này nó là hoa thị, một loại đầu ba trà, con này ba trà. Cái đầu ma tam giác này gì? À, xe của anh là khác đúng không? Vâng, loại kia khác. Nó cũng ở trong thì cái cấu giống nhau thì khác cái đầu này thôi ạ. Xe nhập khẩu thì là cái ba chạc này đúng không? Anh? Nó tùy đời. Con này thì là ba chạc ở Thảo đây mà. Chỗ mà có nước đi chưa? Chắc đi rồi thì phải. Trời ơi! Xem cái ống nước đi. Không biết pha này có ngon hơn không? Không, nó cải tiến chẳng phải khó khăn. Chặt đấy. Các bạn nhìn thấy cái đầu trục vít nó thò ra này. Đấy, cái đầu tam giác này. Thì anh em lấy là làm gì? Đây. Hả? Dạ. Em lấy là làm gì? Đấy, hai cái giống nhau các bạn. Đây các bạn nhìn thấy cái đầu này và cái đầu bên trong này. Cái trong này là cũng thay một lần rồi. Đến cái này là cái lần thứ hai. Cái mình đang cầm trên tay là cái đời lần thứ hai đấy các bạn. Cái đoạn xoắn của trục vít nó sẽ ăn khớp vào những cái bánh răng của cái trục mái này các bạn này. Đây là quá trình cho cái trục vít mới mà. Sau khi mà thay được cái trục vít mới vào thì bây giờ anh thợ đang tiến hành nắp lại cái cột lái này các bạn ạ. Anh vô lăng giữ à? Rồi. Chưa rồi. Bắt được hai con ốc của nó vào là ngon nhỉ. Đây còn cái ốc trên này nữa này. Cứ gá lại con ốc trước rồi. Đây mở cái đèn. Được chưa? Ok. Giữ anh cái này đánh chui ra đã nhé. Yeah. Đây là công đoạn nắp hệ thống dây điện và các đầu lối. Đồng hồ ấy, dây đồng hồ ấy. Cái đấy chỉ lấy điện lên đồng hồ thôi đúng không? Lúc anh tháo đấy à? Ừ, anh phải đánh dấu rồi. Đồng hồ đếm tiền chứ gì. Ừ, đấy. Điện vào cái là rinh rinh. Giờ là đi thử các bạn ạ. Vừa lắp xong giờ là hai anh em đang lái xe ra ngoài để thử xe xem còn tiếng kêu đấy nữa không.
kiểu gì thay xong thì nó trở nên im. Nghe là nó biết ngay là im rồi. Chấm 2 chứ nhỉ? Chấm 0. Khỏe à? Chấm 2 nó phải, chấm 0. Con này khỏe rồi, à con này của em. Mỗi cái cột lái là em tối nhất, nó khó chịu nhất rồi. Các thứ đều thấy yên rồi. Vâng, còn các thứ khác thì cho vòng nữa đi. Không, không, để anh đặt lại lái đó. Đây, à, nó phải đặt lại lái. À, đặt cái ốc cũng đấy à? Ờ, có nhà mình bước lên anh đặt lại. Cho nó thẳng ấy. À. À, cái ốc thừa lúc nãy là nghĩa là siết đấy đúng không? Nhìn xem bánh nó thẳng chưa? Một hai phát mới được, không được phát đầu không được anh. À đúng rồi. Đợt trước cũng chỉnh mất mấy lần mới được mà. Giờ là chỉnh lại cái cột lái cho nó thẳng tâm ấy các bạn ạ. Vấn đề cột lái của i10 cực kỳ là nhức nhối. Ba giờ 22 phút. Vừa rồi hai anh em thử lái ra ngoài để xem nó có kêu nữa không, thì cảm nhận của mình là nó thấy nó không kêu nữa các bạn ạ. Thì giờ đang chờ để lắp máy tính vào để reset lại để xem nó có bị lỗi hay là nó có vấn đề gì không. Cái này bắt sóng thằng đấy à? Đúng. Được trước cắm răng mà. Cái này máy không hiện đại, máy này hiện đại hơn. À. Máy này kết nối không dây. Dạ, mở Bluetooth. Ngồi ghế sau để sẽ quay vậy. Cái đề bao nhiêu nhỉ? 27. 17 đúng 6 nè. 2017 đấy. 2017 chọn đúng rồi. Đúng rồi. Khỏe không? Thế thì ác quá. Anh phải phi lên cầu phát xem nào. Thì có vay con dưới xe này nhé. Phát lên con xe này như cái phim nhỏ không cơ. Như phim hành động à? Các bạn thấy anh thợ ở bên Hyundai vui tính không? Có cô nào mà chưa chồng cái xe cho anh thợ Hyundai mời anh cô. Năm nay 44 tuổi chưa đấy bọn. Nhưng mà cũng là 2 đứa con rồi, 3 đứa con rồi. Con rơi con vãi. Có 3 đứa con rồi, chưa đâu ạ. À ok, thẳng tưng rồi đấy. Mấy đây đấy, chọn cái nào đấy? 4, 5 đây, 5, dưới. Đây gì? Không, sai rồi. Đây rồi ok, đó. Từ nhá, rồi ok. 20 giây anh ơi. Nhờ. Cho khoảng 25-30 giây chứ hơn rồi. Có nghĩa có vấn đề gì nó báo như này không? Đúng rồi. Có vấn đề gì nó sẽ hiện lên máy tính. Chẳng hạn nãy anh có quên đi rắc mà anh không nhìn thấy đây thì sau anh quét cái máy này nó cũng ra chẳng hạn. Vâng. Thế nhưng mà nó chỉ là kiểm tra là cái cột lái thôi đúng không? Kiểm tra về tất cả các phần này của điện. Lái. Điện. Cơ khí là mình kiểm tra được. Cái những cái gì chụp vít đây là cơ khí. Những cái gì mà liên quan đến phần điện máy sẽ kiểm tra được, phần cơ khí thì chỉ là thực tế và cảm nhận. Coi như đèn đóm các thứ các loại. Phanh phủng đèn phanh đèn viết là do đây hết đúng không? Tự về em sẽ di xét lại cho em một phát nữa. Tất cả xe có cái lỗi gì không nó sẽ phá cái gì nó xảy ra. Vậy á, thế kiểm tra thì em phát này nó hoàn. Cốc lái là nó không thì nãy giờ. Không
khó lách đường, tại vì cơ bản là anh ấy thẳng nhưng mà muốn kiểm tra lại cho nó chuẩn. Cái độ thẳng của nó là cũng được rồi. À, được rồi. Đây này. Đó, bỏ tay ra nó sẽ thẳng đứng. Không, như là máy này có báo độ thẳng không? Có chứ, nó biết đi xét về không rồi đấy. Bây giờ dừng lại cho Hà quay lỗi cho nó xong để cho xin dạy. Xong là về là ok rồi. Nhớ dặn anh cái tấm tài sản nha, anh làm có tí đất chưa cho lên rồi. Nó dí xét lại cho nó một quay lâu là dí xét lại một phát là đi hả? Xong thì nên chạy được rồi. Giờ là đến lượt mình chạy thử đây. Khỏe không? Xe này khỏe. Con này khỏe thật mà này số mới là đùng đùng ấy. Thường thường con các con kia nó không được như thế đâu. Không được thế á? Em chạy ra ngoài đường cũng được, chạy trong này thoải mái, chạy đi nào. Nói chung là thay mới xong thì là nó im rồi. Đấy, nhìn nó cũng về nhà mình. Là thời gian này đúng không? Hôm nay em chạy lại này vừa xác nhận tiếng kêu và vừa xác nhận lái xem nó chuẩn chưa ấy. Em nó thẳng nó con như thế nào chưa? Thế. Sau khi thay thế phụ tùng. À, nó cũng hơi nặng hơn trước một tí phải không? Đúng rồi, nó mới thì nó sẽ về đập. Không, nó phải nặng nặng thế này nó mới đầm đúng này. Còn nó sau này nó sẽ trơn tru thì nó sẽ cũng nhẹ hơn một chút. Nó có cái chính sách là hỗ trợ toàn bộ khách hàng cho khách hàng, kể cả xe của khách hàng hết bảo hành rồi thì vẫn được hỗ trợ. Tức là chỉ có cái đợt này thế thôi ạ? Hay là có nghĩa là những tức cái là xe tại vừa rồi là có công văn như thế thì bọn anh sẽ nắm được cái công văn đấy là sẽ kể cả những khách hàng mà chưa đặt hàng hoặc những khách hàng đặt hàng rồi cũng hết bảo hành rồi thì cũng sẽ làm theo cái phương án này là sẽ được miễn phí. Có nghĩa là chỉ được bảo hành trong cái lỗi của cái cột lái thôi, còn ngoài cái khác là không, khác không được. Đúng rồi, chỉ đương nhiên chỉ có cột lái thôi. Nước ngoài nằm ngoài, nước buồn. Đi ra ăn không rồi, cái này ăn cùng nhé. Không, nước rồi riêng. Thế anh chạy thử cùng anh Đô rồi đúng không? Em chạy thử rồi anh ạ. Đổ vào cùng hả? Không, nước rồi riêng. Nếu như cái trường hợp ví dụ như là trong cái quá trình mà mình vận hành mà nó lại bị lại như em cái này trước. Em lại cho xe xuống đây để anh khảo sát thực tế. Vâng. Anh khảo sát thực tế như là trước. Kêu như nào cần phải nào hồ sơ lại báo lại đi. Vâng. Đấy thì em cũng nói như thế để vì cái đợt tới đây là cái đợt vừa rồi đấy là cái khoảng thời gian đi là nó ngắn quá. À, hai vạn hơn hai vạn nó lại bị rồi. Đấy. Không sao cả, em cả có một vạn trong một tháng sau đó cứ đưa xuống đây cho anh nhé. Vâng. Thế là của em xong hết rồi ạ? Anh gửi tìm đi tìm qua xe thôi, anh làm thủ tục bán ra. Vâng. Các bạn ơi, sau khi mà mình sửa chữa ở bên Hyundai Đông Anh xong thì bây giờ hai vợ chồng mình đang trên đường lái xe để về nhà các bạn ạ. Thì hôm nay là một ngày cũng thật sự là rất may mắn đối với mình. Thì như lúc đầu mình cũng nói ở đầu video là mình được anh bên cố vấn dịch vụ hẹn xuống để thay cái trục vít đấy. Thì cái tiền phụ tùng ấy là không mất nhưng mà phải mất cái tiền công là 400.000 và 10% tiền thuế là 440.000. Thế nhưng khi mà mình ra thanh toán thì mình lại được anh cố vấn dịch vụ đấy trả lời là dịp này thì đang có cái công văn từ bên Hyundai gửi về là bảo hành miễn phí 100%, không lấy tiền công và không lấy tiền phụ tùng ấy. Vì vậy hôm nay mình đi thay thế sửa chữa cái trục vít này của mình là mình cũng không mất tiền đấy các bạn ạ. Thì cái dịp này là đang cái dịp mà được bên Hyundai người ta bảo dưỡng cho, kể cả là những cái xe đã hết hạn bảo hành rồi thì cũng được bên Hyundai sửa chữa và bảo hành cho cái trục vít đấy. Thì nếu như các bạn mà có nhu cầu sửa chữa thì các bạn có thể liên hệ tới bên Hyundai gần nhất tại khu vực của các bạn để biết cái thông tin chi tiết nhé. Còn
nội dung của chi tiết video như thế nào thì mình đã quay lại toàn bộ từ lúc đầu cho đến khi mà mình sửa chữa xong ấy. Thì các bạn xem video của mình, nếu mà thấy video của mình hay và hữu ích thì các bạn cho mình xin một like và một đăng ký kênh, cũng như là chia sẻ video để nhiều anh em lái xe khác biết tới nhé.